Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng bữa trước thời gian quay trở lại với kênh Ngân Thái Auto. Trong video hôm nay, em gửi tới mọi người sản phẩm, đó chính là lốc điều hòa Toyota Vios 2014 với hai phiên bản. Đó chính là lốc đời chạy 3 chân. Đây, 1 2 3 và một đời chạy 4 chân. Đấy. Với cái dòng lốc Vios này thì nó cũng khá là nhỏ bé, không phải là to. Theo tiêu chuẩn của nó là SP11 thôi ạ. À đây, anh em cùng nhìn nhá. À, cùng là một đời xe luôn. Đều chạy bản 6BK. Nhưng mà với dòng bên này thì chỉ dùng có 3 chân bắt. Với bên này thì nó lại dùng 4 chân bắt. Thân thì không hề khác nhau. Chỉ khác duy nhất là có thêm chân dưới, thứ hai chân phía trên bắt lốc máy, hai chân đuôi, hai chân trên. Nhưng mà đời này thì một về cấu tạo của lốc thì nó cũng như nhau. Đây, anh em cùng nhìn nhé. Đây, với cái đời lốc xe chạy 3 chân thì cái ốc xả bỏ dầu hoặc là thêm dầu thì người ta lại thiết kế ở ngay phía dưới. Đấy, ngay phía dưới của cái mặt bích này. Nhưng với cái đời 4 chân thì người ta lại thông minh hơn, người ta thiết kế ở phía đuôi. Thực ra thì xả bỏ ở bên này thì nó sẽ tiện hơn, nhưng mà ở đằng đuôi này thì nó sẽ nhiều khi vướng. Đấy, cái bích để bắt lốc thì nó cũng đều quay hướng như nhau hết. Tất cả cùng là một đời xe nhưng mà có hai thân lốc. Để cho chuẩn xác, khi anh em muốn đặt hàng hoặc là cần hỗ trợ về bất cứ cái gì thì anh em lên chụp ảnh nó sẽ tốt hơn. Với cái đời 3 chân này thì hai cái mặt bích này anh em nhìn là nó quay chụm vào nhau. Đây. Nhưng với cái đời này thì đây, nó lại bắt như thế này, bắt xa ra như thế này. Đây, đường kính buli của nó cũng như nhau. Nó rơi vào 110 và dây đều chạy 6BK. Đấy. Đều chạy Cura bản 6BK. Đây là cũng hai mặt bích bắt vào lốc, một bích cao, một bích hạ. Bên này cũng một bích cao, một bích hạ. Nhưng mà đây anh em quay như này là anh em nhìn rõ rồi đúng không ạ? Nó cái hướng mắt này nó khác nhau. Còn là tất cả từ bôn điện đến cấu tạo đều như nhau. Vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua tới anh em cái sản phẩm đấy chính là lốc điều hòa Toyota Vios 2014 bản 6BK, 3 chân và 4 chân. Anh em có nhu cầu cần tìm hiểu, liên hệ với em theo số 0769086333. Cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại mọi người những video kế tiếp. Em xin chào.